Hello, chào các anh nha, mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em mà một dòng sản phẩm âm ly phải nói là rất là hot trong khoảng thời gian gần đây. Cái này sẽ đến từ thương hiệu nội địa của Đan Mạch là Bell Center. Đây model là 1600. Đây dòng sản phẩm mà có thiết kế rất là đẹp và bắt mắt, và đặc biệt là chất âm của nó rất là hay anh em. Con này là hàng mà Nhật vừa mới về thôi nhưng mà về hình thức còn rất là mới, đẹp keng, tầm khoảng là trên 90% nha anh em. Và con này là dòng mà nó sẽ có thiết kế là 3.1 nha anh em có thể là vừa nghe nhạc, vừa nghe đài radio và vừa nghe đồ băng cassette nha anh em. Đây đồ băng cassette của nó, thì con này thì nó sẽ có thiết kế là xi gỗ nha anh em. Rất là đẹp và bắt mắt luôn nha mà. Đây, mọi người cùng xem qua về từng nút chúng ta nhập sản phẩm này. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ có nút để điều chỉnh về volume nha anh em. Nút để điều chỉnh về ba lăng, bass và treble. Còn bên đây là nút để điều chỉnh về đài radio nha anh em. Và đài của trong sản phẩm này nó sẽ bắt sóng được 108 số nha anh em. Nói chung là thì cả cái đài ở Việt Nam mình nó bắt sóng nó cực kỳ tốt nha mà. Còn bên dưới là chúng ta sẽ có nút mài test để anh em bấy tín hiệu nghe nhạc. Còn FM là anh em bấy tín hiệu nghe đài radio cho anh em. Còn bên đây là nút off là anh em sẽ tắt máy nha anh em. Còn bên cạnh là cái nút này để anh em điều chỉnh về đầu băng cassette nha anh em. Đây, còn về mặt sau dòng sản phẩm này, đây sản phẩm này sẽ trang bị cho hệ thống là 4 chặt loa nha anh em. Đây anh em mua thì mình tặng luôn cho anh em hai cái giắc chuyển ra loa, và một cái giắc mà từ cái đầu 5 chấu này anh bung sen nha anh em. Tôi xin em phải mời dễ dàng kết nối các thiết bị ngoại vi của anh em hơn. Còn bên đây anh em sẽ thấy là cái nguồn tĩnh nhiệt rất là lớn nha em. Đây là nơi mà chứa sò ở bên trong. Còn về nội thất ở bên trong của Bell Center 1600 nó còn cực kỳ mới và keng nha anh em. Anh em nhìn thấy là cái bản mạch, cái linh kiện bên trong còn mới keng xà beng nha em ạ. Đây cũng là một trong những dòng mình tuyển lựa rất là kỹ nha anh em. Dòng này được trang bị ta tổng cộng là 5 con sò MOSFET nha anh em. Nên bờ khả năng mà cố ghép loa của dòng này thì định giá của nó cực kỳ tốt. Và anh em có thể mà chơi tốt được với những cặp loa của Âu hoặc của Mỹ, những cặp loa của Đan Mạch và Belbook, là những loa xinh xui, Denon, Pioneer, đánh và nó là best ở nhà nha mà. Và anh em chơi loa Mỹ và JBL, loa AR, dòng này mà đánh tiếng rất là hay nha anh em. Còn về mặt dưới của sản phẩm thì nó sẽ có tem in thông tin về sản phẩm nha anh em. Đây đầu tiên là anh em sẽ thấy là nó sẽ được đến từ thương hiệu là của B&O, xài 4 dòng điện nha anh em. Ở đây anh em sẽ thấy là công tắc chuyển đổi về 4 dòng điện. Hiện tại thì mình đang để là điện 220V. Công suất của nó là tầm là 170W rồi nha. Và nó là cái khủng khiếp đấy mà. Đây, đây là dòng Moto 1600. Hàng là chính hãng là bất kỳ Đan Mạch nha. Từ đây anh em sẽ thấy là những cái con tàu bên trong của sản này. Đây mới ghen nha anh em. Đây, anh em thấy là những linh kiện bên trong. Taxi cũng hoàn sáng. Đây, đây anh em thấy là một cái đây quá mới quá đẹp nha mà. Rồi mời anh em cùng thưởng thức chất âm của Bell Center 1600. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Em đêm như những sớm mai, những nhóm
Bởi chất âm của Bell Center 1600 để trở lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Để thấy video hữu ích thì nhấn hãy đăng ký kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn em trong những video lần tới. Bye.